Tôi đề nghị như thế này, Ngọc Nữ đứng vào một bên nhìn Châu Ngọc Hà. Và Châu Ngọc Hà chọn bài hát nào để dành riêng tặng cho các anh đứng nhìn vào mình. Cái bài đó có thể là làm cho anh ta niềm vui, có thể là gây cho anh ta nỗi buồn, hay tạo nên cái niềm thương nhớ không biết. Ngọc Nữ đứng nhìn Châu Ngọc Hà hát để cảm nhận cái bài hát đó dành riêng. Châu Ngọc Hà, em chọn cái bài hát nào riêng tặng cho Ngọc Nữ để cho nó thấm vào ngày hôm nay? Một là thể hiện sự yêu thương, hai là thể hiện sự gắn kết, hay là bực bội, hay là hờn dỗi, hay là tạo hạnh phúc cho nhau. Có cái bài này là bài em hát cho nó nghe. Chị đứng bên chờ đi. À, mà hát nó không cần nhìn khán giả, nhìn ngay cái mặt đó mà. Nhìn mặt anh buồn lắm. À, thì vậy đó. Không thấy cảm xúc, thôi nhìn khán giả. Ok. Anh đứng bên kia đi, đứng xuống đi. Đứng nghĩa mắc cỡ lắm kìa. Dạ, bài này quý vị rất là quen. Bây giờ chồng Hà hát luôn quý vị cho đại cho cô ha. Ngoài trời đã thank you.
Hà đứng qua bên này để coi Ngọc Hà đáp lại đi. Đáp không được em chết dành thiệt. Coi cái mặt nó nhìn như thế nào. Nhìn trai lớp mặt nó nói vậy. Phải kiếm bài hát đáp lại. Đúng rồi, không được mà không cưới. Đừng chắc tù nhỏ nó muốn cưới qua chắc tù luôn kìa. Một mình nghe. Chọn đêm nay đêm nhớ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thương quá luôn, quá dễ thương giống vậy là